Huấn luyện viên Jose Luis Mendilibar thừa nhận cần thời gian để làm quen với cảm giác chiến thắng. Sau khi cùng Sevilla hạ Roma ở chung kết Europa League, tôi không biết liệu tôi có còn tin không mình đã vô địch hay không, nhưng mọi chuyện có vẻ như vậy, Mendilibar nói sau trận thắng tại Budapest, Hungary. Chúng tôi đã nhận cúp, huy chương và có vẻ như chúng tôi đã chiến thắng, phải không? Tôi tưởng tượng rằng khi đi nghỉ, tôi sẽ bắt đầu nghĩ về những gì chúng tôi đã làm ở giải đấu này. Trên sân Puskas tối ngày 31 tháng 5, Roma nhập cuộc tốt hơn và vượt lên nhờ cú đá cận thành của tiền đạo Paulo Dybala. Sevilla chỉ khởi sắc từ cuối hiệp 1 với pha sút xa chân trái treo góc trúng cột của Ivan Rakitic. Nỗ lực của đại diện Tây Ban Nha được đền đáp ở phút 55 khi trung vệ Gianluca Mancini đá phản từ cú tạt của Jesus Navas. Hai đội không ghi thêm bàn và phải giải quyết thắng thua trên loạt luân lưu. Tại đây, Roma đã hỏng hai lượt của Mancini và Roger Ibanez, còn Sevilla thành công cả 4 quả, gồm cú đá quyết định lần lượt của Lucas Ocampos, Eric Lamela, Ivan Rakitic và Gonzalo Montiel. Theo Mendilibar, Sevilla khởi đầu không tốt, không thể khai thác khoảng trống, đưa bóng vào vòng cấm để Roma thoải mái cầm bóng trong hiệp 1, nhưng đã thay đổi, thi đấu xông xáo, đẩy cao đội hình hơn trong hiệp 2. Huấn luyện viên Tây Ban Nha nhận định hai hiệp phụ không có nhiều diễn biến đặc biệt, rồi Sevilla nhận thưởng khi thành công với những quả phạt đền. Mendilibar cho biết đã lên danh sách những người đá luân lưu, nhưng các cầu thủ tự thay đổi tùy theo diễn biến. Ông tiết lộ Montiel ban đầu được chỉ định đá lượt thứ 5, nhưng được đẩy lên đá quả quyết định ở lượt thứ 4. Montiel là hậu vệ từng sút vào lượt đá luân lưu quyết định giúp Argentina thắng Pháp ở chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar, diễn biến chính trận chung kết Europa League 2023. Mendilibar là giải pháp tình thế, được bổ nhiệm theo hợp đồng đến hết mùa sau khi Sevilla sa thải Jorge Sampaoli. Huấn luyện viên 62 tuổi không giúp Sevilla cải thiện vị trí ở La Liga khi chỉ đứng thứ 11, nhưng vẫn giành vé giữ Champions League mùa tới nhờ vô địch Europa League. Ông còn giúp câu lạc bộ lập kỷ lục toàn thắng cả 7 trận chung kết đã chơi ở giải, tính cả chiến thắng trước Roma. Mendilibar cho biết cảm thấy rất thoải mái và kỳ vọng sẽ gia hạn để tiếp tục gắn bó với Sevilla mùa tới. Trong khi đó, đội trưởng Jesus Navas ca ngợi và bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm việc với Mendilibar mùa tới. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha nói, ông ấy đã giúp câu lạc bộ lột xác, phát huy những điều tốt nhất của các cầu thủ và xứng đáng với hợp đồng dài hạn. Những gì ông ấy làm thật tuyệt vời và ông ấy xứng đáng với mọi thứ. Mendilibar đã nâng cao danh hiệu, trải qua khoảng thời gian khó khăn và bây giờ phải tận hưởng nó.